Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy cắt tỉa hàng rào nha. Con này của thương hiệu Greenjay nè. Con này tên của nó là BCX600. Đó. Con này Greenjay là thương hiệu máy cơ khí công cụ lớn của Trung Quốc nha các bạn. Con này nó xuất đi cũng khá là nhiều nước đó. Như Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp rất nhiều. Các bạn để ý trên thùng của nó nè. Đó, số nhà máy của nó. Bây giờ mình sẽ bật máy cho các bạn xem. Con này có trọng lượng khoảng 6 kg. Đó. Và nó đã lắp ráp sẵn vậy các bạn. Công suất con này là 0.7 kW, tương đương khoảng một ngựa. Sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Đó, phụ tùng. Rất là đẹp nha. Đó là một số phụ tùng để kèm của nó này, như phễu rót nhiên liệu, bình pha nhiên liệu, tu vít và khó mà Uzi. Còn cái sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu Greenjay luôn. Đó, con này cũng thiết kế khá là đầm tay mà hơi nặng một tí, cảm giác nó hơi nặng một tí thôi nha các bạn. Đó, nhưng mà khá là đầm tay. Giờ mình sẽ giới thiệu một số chi tiết của máy cho các bạn xem nha. Thì dạo phía sau của nó đó. Sau là bộ phận điều khiển của máy này. Đây là ga, cò ga. Đó. Đây là nút chốt để mở cái khó. Phía trên của máy là cái nút nguồn, công tắc nguồn này. Đó, tắt mở nguồn. Bình nhiên liệu thì đặt dọc phía sau cái động cơ. Đó. Bình nhiên liệu này có công suất là 650 nha. Thường chưa khởi động chạy máy thì chỉ cần không, các bạn không cần châm đầy nha, các bạn chỉ cần châm tầm nửa lít xăng là được rồi. Xăng các bạn xăng pha nhớt thì các bạn sao khai theo tỷ lệ 41 nha. Con này là con 2 thì nè. Cái trên máy nó cũng có một số cái thông số kỹ thuật trên máy của máy luôn này. Đó, tiếng ồn là khoảng 109 dB các bạn. Đó, phía bên cạnh là lọc gió của máy này. Bộ bên xăng con. Nó mở nắp gió. Đó. Mở hơi đóng nắp. Máy thiết kế khá kỹ. Tay cầm. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó, sau khi chúng ta pha nhiên liệu cho nhiên liệu vào bình thì các bạn mở nguồn nha. Các bạn để ý mở nguồn máy. Sau đó ta sẽ bơm xăng. Đó. Và đây chúng ta sẽ bơm xăng này. Bơm xăng lên. Các bạn để ý đối với dòng Greenjay này. Đó. Gió của nó nằm phía dưới nha. Để ý nha. Chúng ta đóng gió trước. Sau đó các bạn giật tầm 2-3 cái. Để sau khi máy nó nổ thì các bạn sẽ mở gió ra. Hoặc là các bạn sẽ giật 2-3 cái. Sau đó các bạn mở gió. Rồi các bạn giật thêm 2-3 cái nữa thì máy nó sẽ nổ. Đó. Sau khi máy nổ thì chỉ cần bóp thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.